Ngày 12 tháng 9, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Trung, trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Từ Dũ cho biết, kíp mổ của khoa đã phẫu thuật thành công cho trường hợp thai 14 tuần tuổi nằm trong buồng trứng hiếm gặp. Bệnh nhân cũng đã từng đặt vòng tránh thai trước đó. Theo đó, bệnh nhân 24 tuổi ở Long An có tiền sử mổ lấy thai vào tháng 5 năm 2019. Tính đến nay, con đã được 16 tháng. Sau khi mổ lấy thai, sản phụ có kế hoạch hóa gia đình bằng cách đặt vòng. Thời gian gần đây, bệnh nhân bị đau bụng, nôn ói, mất kinh hơn 2 tháng, nên đến một cơ sở y tế tư nhân siêu âm thì ghi nhận có thai nằm ngoài tử cung trong ổ bụng. Sau đó, bệnh nhân được đưa lên thành phố Hồ Chí Minh đến bệnh viện Từ Dũ và nhập viện để xác định chẩn đoán. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định có một thai nhi 14 tuần tuổi ngoài tử cung, gây nguy hiểm cho người bệnh nếu khối này vỡ đột ngột nên quyết định mổ cấp cứu. Vì thai nằm trong ổ bụng có thể được các cơ quan lân cận hoặc là mạch nối hoặc là ruột bám vào và dự trù cuộc mổ sẽ rất là khó khăn. Chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những phương tiện có hiện có tại bệnh viện tối ưu để mà giúp cho người bệnh có kết quả tốt hơn và đã chuẩn bị sẵn máu để mà có thể truyền máu cho người bệnh khi mà cần thiết. Và cũng may mắn là khi chúng tôi mở được bụng người bệnh ra và xác định đây là một trường hợp thai ngoài tử cung và thai nằm ở buồng trứng bên trái. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Châu Mai Phương, người thực hiện ca mổ cho biết, thai 14 tuần này nằm trọn trong buồng trứng, khiến buồng trứng phình to lên, chảy máu khoảng 100ml trong bụng. Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ, sau mổ bệnh nhân tương đối ổn định. Thai trong buồng trứng là trường hợp thai lạc chỗ hiếm gặp, thai lạc chỗ có thể làm tổ lên các tạng trong ổ bụng như gan, dạ dày, ruột hoặc bám lên mạc nối, phúc mạc hoặc các thành ổ bụng. Thai trong ổ bụng đa số cần được chấm dứt thai kỳ do các nguy cơ rất nguy hiểm lên tính mạng người mẹ. Phụ nữ đã đặt vòng tránh thai nhưng vẫn có tỷ lệ nhỏ mang thai, do đó bác sĩ khuyến cáo phụ nữ đang ở độ tuổi sinh đẻ cần quan tâm đến kinh kỳ của mình. Nếu kinh kỳ ra máu bất thường, kéo dài, đau bụng thì nên đến cơ sở y tế để được thăm khám.